Bệnh viện Đa khoa Hòa hậu Pirit Cần Thơ cũng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 và kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ ngành y tế vào ngày 27 tháng 2 năm 1955. Lịch sử và ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 khởi nghĩa hai bà Trưng. Thông tin những hoạt động trọng tâm của bệnh viện trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ đánh giá cao những đóng góp của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, hoạt động xã hội trong thời gian qua. Đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên bệnh viện nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Dịp này bệnh viện cũng tôn vinh các thầy thuốc y bác sĩ đã có nhiều đóng góp cho đơn vị trong thời gian qua.